Thưa các bác, ngày hôm nay thì bên em mới về bổ sung thêm một bộ loa đến từ thương hiệu Bow, và đây là dòng loa vi tính rất là danh tiếng của hãng Bow Companion 5. Phiên bản Companion 5 này thì sẽ sử dụng công nghệ mạch Class AB cho cái giải trầm đánh rất là uy lực. Và cái đặc trưng của Bow Companion 5 là nó sẽ hỗ trợ hai cái ngõ vào tín hiệu, đó là một ngõ từ chế độ cắm điện thoại qua jack 3.5 và một ngõ từ nguồn thẳng từ máy tính. Đây là một trong những đặc điểm mà cái phiên bản sau này Bow Companion 50 thì sẽ không có cái cổng kết nối từ máy tính sang. Vì thế cho nên là cái về cái sản phẩm Bow Companion 5 trên thị trường thì khách hàng cũng như là tất cả những cái fan của Bow luôn luôn yêu thích cái phiên bản này. Ngày hôm nay thì bên em về được một bản sách Nhật về bộ Bow Companion 5 với cái thiết kế bao gồm một cục trầm với hai loa tay, hay chúng ta còn gọi là một cái thiết kế 2.1. Cái thiết kế của Bow Companion 5 thì trông có một cái màu sắc, đó là màu xám, trông rất là lì lợm các bác nhé. Và cái củ trầm này dù sử dụng mạch Class AB với cái chiều sâu là khoảng 40, chiều cao của cái củ trầm này là khoảng 20 và chiều rộng là khoảng 18cm. Phía trong chúng ta sẽ có một súp bát với đường kính là 15cm được bọc trong cái phần ê căng thép đây. Hai loa tay với cái độ nghiêng là góc 5 độ lên hướng về cái hướng tai nghe của chúng ta. Và mỗi một bên loa tai này sẽ chứa hai củ loa toàn giải đường kính 4cm phía trong. Ngoài ra với cục trầm cũng như hai loa tay, chúng ta còn có thêm một cái cục control của Bow với cái khả năng bật tắt máy cũng như là tăng giảm âm lượng ở đây. Hệ thống Bow Companion 5 thì được sản xuất cục trầm tại Mexico và cái loa tay sẽ được làm tại Trung Quốc các bạn nhé. Đó là cái đặc điểm chung của tất cả các dòng loa Bow Companion 5. Đây là phía trên của máy, các bác có thể nhìn thấy một bộ sản phẩm đã qua sử dụng, tuy nhiên hình thức em cứ đánh giá cho nó khoảng 96%, rất là đẹp. Mức giá của bộ này ngày hôm nay về hàng thì sẽ là mức giá 7,5 triệu các bác nhé. Phía sau của Bow Companion 5 thì các bác nhìn thấy cái thông tin là Made in Mexico, và con này sẽ chạy hai nguồn điện, đó là nguồn 100V và nguồn 120V. Phía dưới thì chúng ta sẽ có kết nối của dây nguồn, hai cái đường loa ra với kênh trái và phải, đường kết nối cái control tăng giảm âm lượng, tăng giảm tiếng bass cũng như là một đường từ máy tính sang. Con Bow Companion 5 này sau 5 năm bán và trải nghiệm cái sản phẩm này, em mới rút ra một cái kinh nghiệm rất là hay mà em cũng không hiểu tại vì sao các bác nhá. Bình thường con này sản xuất nguồn điện auto volt cho cả thị trường Nhật cũng như là thị trường bên Mexico. Tuy nhiên có rất nhiều bộ sản phẩm Bow Companion 5 khi mà chúng ta sử dụng nguồn 100V ấy, cái thời điểm lúc ban đầu ấy, thì bình thường nó vẫn bật lên. Ví dụ các bác nhìn cái đèn xanh đấy nhá, khi chúng ta tắt thì sẽ về đèn đỏ, bật sẽ về đèn xanh, sẽ hát. Nhưng mà có một vài sản phẩm từ bên Nhật về cũng như là qua quá trình sử dụng ấy, thì khi chúng ta bật lên ấy, cái đèn
chúng ta để cái đèn đỏ này nó đang tắt, nhưng mà khi chúng ta bật lên thì nó sẽ không có cái đèn xanh. Thì cái trường hợp ở đây nó xảy ra trường hợp này rất là hay, là các bác chỉ cần đổi lên cái dòng nguồn 120V hoặc 115V là loa sẽ hoạt động lại bình thường, cảm giác như là nó bị yếu nguồn. Vì thế các bác chỉ cần tinh chỉnh một chút về cái nguồn vào thôi là sẽ được. Đây là một cái đặc điểm mà em đã làm cũng như là nhận thấy ở trên cái phần sản phẩm này, rất nhiều máy như thế các bác nhé. Nhiều máy thì khi đưa từ Nhật về cắm thẳng 100V nó cũng không nên, và phải 120V nó mới nên. Nhưng nhiều máy đưa về cắm 100V nó vẫn chạy bình thường, hoặc là một thời gian sau nó... Bây giờ thì em sẽ mở một bảng Bolero trữ tình để chúng ta cùng test trên cái sản phẩm này. Đừng
Với mức giá là 7,5 triệu, bạn nào quan tâm tới Bow Company 5 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em.